Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình ha. Đây là kênh Cu nha, kênh chuyên thể hiện những video về sưu nấm các bạn. Ok, rồi ha, không nói dài dòng nữa ha. Trong những video trước thì mình đã có giới thiệu với các bạn vài khẩu súng thuộc series S, đó là khẩu Mercury, đó các bạn, bên góc đó là khẩu Mercury ha, và khẩu Saturn, khẩu Shotgun ha. Rồi, video hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một khẩu súng cũng thuộc series, không phải S nha các bạn, mà là Eagle. Có giỡn các bạn một xíu thôi các bạn, cái khẩu súng này không phải của hãng nớp nha các bạn, nó làm tựa giống giống ngoại hình thôi, giống ngoại hình của khẩu Jupiter ha, khẩu súng ngắm của nớp á, khẩu rất là đẹp ha. Này thì mình thấy nó khá là hay ho nên mình mua về thử ha, rồi sẵn giới thiệu cho bạn xem luôn. Rồi, cái tên nó không phải là X mà là Eagle, nghĩa là đại bàng ha các bạn. Đây là tên súng Eagle Agent, này là vận tốc ha, cơ chế sử dụng lò xo ha, độ chính xác cao cũng khá khá giống series rival ha. Trial round 2 impact ha, 12 viên đạn chất lượng cao, độ chính xác cực kỳ cao luôn, dành cho tuổi từ 6 tuổi trở lên ha các bạn. Safety shooting ha, đây là tuổi an toàn để chơi súng bắn các bạn, tốc độ 15m trên giây ha. Ở phía sau thì nó giới thiệu chi tiết hơn một chút xíu về cái khẩu này ha, cũng nó làm cái hộp cũng rất là hầm hố các bạn, rất là giống cái hộp của Rival luôn. Cái hình khẩu súng thì nó cũng in hơi nổi nha các bạn, dạng như in 3D nổi nổi lên chút xíu, nhìn cho nó nhìn nó kiểu nó đẹp hơn là cái in chìm nữa ha. Rồi đây là cái bán súng nha các bạn, Rifle Butt, grip là cái tay cầm ha, trigger cò súng, băng đạn, magazine, đây là vị trí để lót đạn ha. Cái này có ghi mấy cái dòng chữ mấy chi tiết về khẩu này, như là nói chung là nó hướng dẫn sử dụng về cái khẩu này nha các bạn. Ok, thôi các bạn, giờ mình sẽ khui luôn ha, khỏi giới thiệu dài dòng nữa. Khẩu súng không phải chính hãng thì không cần phải chi tiết rồi ha, sơ sài thôi. Rồi, đây là tất cả những gì có trong khẩu Eagle này nha các bạn, gồm một phần thân súng Eagle, đây là cái bán súng ha, một cái chân súng, một cái ngắm holo và một cái chốt này để gắn để lên đạn các bạn. Phần nòng của khẩu súng và 12 viên đạn xốp ha, cùng với cỡ đạn của đạn Rival nha các bạn, cùng kích cỡ luôn ha, như là chúng có thể sử dụng cho nhau ha. Rồi giờ mình sẽ vô phần giới thiệu chi tiết về khẩu súng nha các bạn. Rồi tông màu chủ đạo nó cũng là màu vàng chanh nha các bạn, giống y hệt như cái màu của series S luôn ha. Đây là một khẩu súng bắn tỉa nha các bạn, nó ráp thành một khẩu súng bắn tỉa ha, nó được làm nhái theo ngoại hình của khẩu nớp ngắm Jupiter của series S nha các bạn. Theo như giới thiệu thì khẩu súng này thiết kế thì kiểu 3-1 nha các bạn, có nghĩa là như thế này nè. Bình thường thì nó là một khẩu súng lục ha, như vậy là một khẩu súng lục nè các bạn. Khi mà các bạn lắp bắn súng với holo vô á thì nó sẽ trở thành một khẩu súng trường ha. Lắp thêm nòng súng và chân súng thì nó trở thành một khẩu súng tỉa nha. Nói chung chỉ là lắp thêm phụ kiện thôi chứ không có gì là ghê gớm hết ha. Rồi, cơ chế hoạt động của khẩu súng này là để mình gắn cái chốt lên đạn nha các bạn. Cái chốt lên đạn này thì cũng có thể gắn được hai bên luôn nha các bạn, cũng là cơ chế dặn giống như ốc luôn, y như khẩu Mercury luôn ha. Các bạn thuận tay trái thì các bạn gắn bên này, còn các bạn thuận tay phải thì các bạn gắn bên này ha, mình gắn bên này, nhớ dặn cho chặt nha các bạn, để cái này nó mà rớt là không có gì để mà lên đạn ha, bốc xịt luôn á. Cái phần nòng súng thì ráp thì cũng tương tự như là của nớp thôi nha các bạn, các bạn lắp vô rồi bẻ lên luôn một cái vậy là xong ha, rất là gọn ha, rất là nhanh, cũng tương tự như nó thôi. Rồi thế là phần chân thì gắn vào phần nòng súng nha các bạn, bạn gắn theo hướng này. Phần chân thì có thể gặp lại vô thân súng để cho gọn khi di chuyển ha. Khi sử dụng thì bẻ ra như vậy, đó, rồi các bạn đẩy lên như vậy để cho nó vô khớp, như là lúc này nó cố định luôn ha, nó không có bị đẩy lên trước ha, rất là tuyệt vời. Rồi phụ kiện tiếp theo là cái holo nha các bạn, cái này là cái ống ngắm ha, cái này xài thì để trang trí cho đẹp thôi ha. Mình gắn thanh ray ở phía trên súng mà xong ha, ở phía trước thì nó có một cái nắp trượt nè các bạn. Đẩy tới thì các bạn sẽ thấy được cái nòng súng bên trong, cái này chắc là để lấy mấy viên đạn kẹt ra khỏi súng ha, nhưng mà hình như nó hơi quá nhỏ các bạn, không biết lấy kiểu sao nữa, chắc nên thọt con tay vô nhét đây rồi đạn nó sẽ rớt xuống đây ha. Này thì để chút nữa mình thử ha. Rồi tiếp theo là cái băng đạn của súng nha các bạn, băng đạn của súng thì khá là hay ho luôn ha. Nhìn vô thì các bạn thấy nó có hai ngăn chứa đạn mà ở mỗi bên nha các bạn, bên này và một bên này ha, nhưng mà thực tế sử dụng thì chỉ có một bên thôi các bạn. Khi nào mà ví dụ như bên này ha, thường cái bên đạn chính là để bên này, khi mà bạn gắn vô thì nó sẽ lấy đạn lậu bên này ha. Khi mà bên này chúng ta bắn hết đó, thì chúng ta tháo băng đạn ra rồi xoay ngược lại, xong rồi lắp băng đạn vô rồi bắn tiếp ha. Đây băng đạn nhét vô vậy, rồi các bạn bắn hết đạn ở bên ống này, đẩy ra rồi như vậy ha, rất là tuyệt vời.
Rồi, ở đây là cái nút để bấm ra để tháo băng đạn như nãy mình giới thiệu các bạn ha. Còn đây là khóa an toàn nha các bạn. À, bẻ xuống là khóa ha. Bẻ xuống, gạt xuống vậy là khóa cò ha. Gạt lên là ở khóa an toàn ha. Còn này là vị trí để lên đạn, đây là cò súng thôi. Rồi, cuối cùng là phần bán súng ha. Nhìn bán súng cũng khá là đẹp nha các bạn. Bất ngờ là cái bán này nó lắp vô súng cũng dạng như là một phụ kiện luôn nha các bạn. Ở phía sau súng nó có một cái thanh rai nè ha. Các bạn để vô vậy. Chượt vô ha. Rồi, như vậy là xong ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã giới thiệu xong khẩu súng Eagle này ha các bạn. Nó y hệt như khẩu Mercury của Rival luôn ha. Đây, khi mà không ráp cái phần nòng và cái phần bắn súng thì nó nhìn cũng tựa tựa nha các bạn. Cũng khá là giống ha. Rồi ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu đến phần test súng nha các bạn. Để xem khẩu súng này có bắn mạnh không ha. Mạnh như thế nào, ok. Rồi ha các bạn, sau khi mình test xong khẩu Eagle thì mình xin đưa ý kiến của mình về khẩu súng này như sau ha. Nói chung là nó bắn cũng khá là mạnh nha các bạn. À, nó bắn còn mạnh hơn cái thông số mà ghi trên hộp nha. Thông số mà nó ghi trên hộp là hình như nãy là 15m/giây. Nhưng mà mình đo được là tới khoảng trung bình của nó là 17.3m/giây các bạn. Rồi ha, nếu như bạn nào mà không quan tâm đến chính hãng hay là không chính hãng thì khẩu súng này là chơi được nha các bạn. Cái giá của nó thì cũng khá là rẻ ha, chỉ có khoảng 500 mấy 600 gì á. Nếu như mà so với khẩu Rival Jupiter á, thì nó rẻ hơn gấp 4 lần nha các bạn. Ok. Cái ngoại hình của nó thì cũng không đến nỗi nào xấu nha các bạn. Không phải xấu mà là cũng khá đẹp nha các bạn. Theo mình thì ngoại hình là nó cũng đẹp á, chứ không phải là thuộc dạng xấu đâu. Đó là theo đánh giá của mình nha các bạn, ý kiến cá nhân của mình thôi. Chứ không phải dạng như là chính hãng thì mình nó đẹp, còn không phải chính hãng thì mình nó xấu ha. Nào đẹp thì mình nó đẹp thôi, ok. Rồi ha. À, đơn giản thôi, này không phải nốt thì mình chỉ giới thiệu vậy thôi. Clip mình tới đây hết rồi nha. Các bạn xem video của mình, nếu thấy hay thì nhớ một like, bình luận video dưới ủng hộ kênh nha các bạn. Và đừng quên bấm nút subscribe nữa ha. Ok, bye bye các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn vào một video tiếp theo.